Ca dương tính với Covid-19 tại tỉnh Thanh Hóa đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vẫn rất lớn. Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa yêu cầu toàn tỉnh triển khai nhiều biện pháp cấp bách, đặc biệt khẩn trương truy vết các đối tượng F1, F2 của bệnh nhân mới phát hiện. Liên quan đến ca mắc Covid-19 số 3091 này, ngày hôm nay, tỉnh Thanh Hóa đã truy vết cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 82 trường hợp F1. Đồng thời cách ly tại nhà 372 trường hợp F2, trong đó có hơn 90 người là học sinh và giáo viên của trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, nơi có hai con của bệnh nhân học tập. Những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm qua và cùng với đó thì từ sáng ngày hôm nay, toàn bộ học sinh của trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng đã được cho nghỉ học.